Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Sức khỏe và an toàn trong văn phòng. Và hôm nay tôi xin chia sẻ đến quý vị và các bạn clip với nội dung tư thế lưng an toàn khi nâng vật nặng. Việc thay đổi tư thế đột ngột có thể sẽ là nguyên nhân gây ra chấn thương, nhất là đối với nhân viên văn phòng. Khi bạn đang ở tư thế ngồi bàn làm việc và đột ngột đứng lên và ngay lập tức nâng vật nặng mà không đúng tư thế sẽ dẫn đến chấn thương lưng. Vậy nâng vật nặng như thế nào cho đúng và an toàn? Như hình ảnh trên, chúng ta thấy được tư thế sai bị đánh dấu chéo đỏ. Đó là những tư khi ta cúi lưng để nâng hai file tài liệu. Còn tư thế đúng là khi ta trùng gối và lưng phải thẳng để dồn lực xuống chân và nâng một file tài liệu nhẹ. Đối với vật nặng hơn cần phải hỗ trợ của hai người thì cả hai cùng phải trùng gối và lưng phải thẳng tạo thành hình chữ Z nghiêng. Sau đó phải dùng hiệu lệnh 1, 2, 3 hoặc 2, 3 để cùng nâng vật nặng lên. Như vậy mới có thể đảm bảo an toàn không bị chấn thương khi mang vác vật nặng. Do chúng ta không thường xuyên nằm lặng nên chúng ta cần phải lưu ý để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.